Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về Game Master, quái vật. Và hôm nay mình up một cái trứng. Đây, cái con này là con cấp L, con này là con ngựa ha các bạn. Mình còn thiếu khoảng mười mấy mảnh nữa. Và chúng ta sẽ bỏ thêm 15 điểm này để có thể hoàn thành. Đó, thế là được 100 mảnh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ... Wow, đâu là mình được 100 mảnh rồi, nó phải cho mình up chứ hả? Phải tốn 2 ngày. Ồ, phải tốn 2 ngày hoặc tốn 25 game các bạn à mới mở được cái này. Bây giờ cái nồi này thì đã có con up rồi. Thôi và bây giờ chúng ta sẽ chờ thôi. Ồ, và đây là thành viên của anh em của chúng ta. Đây, rất là nhiều anh em luôn. Chào anh em cái nào. Xin chào cả nhà. Tôi là HNT xấu trai đây. Wow. Rồi chúng ta sẽ đi thu hoạch nha các bạn. Đi kiếm ít cơm ít cháo về mới được. À. Wow, 2000 mấy rồi, 2 mét mấy rồi. Và bây giờ chúng ta đủ tiền để có thể nâng cái con trâu lên. Cái con trâu của mình đó là cần phải nâng cái ngôi nhà điện này. Tốn hết 1m5. 1m5 vàng luôn đấy. Tốn rất là nhiều tiền. Và bây giờ thì mình phải chờ nó trong khoảng thời gian là bao lâu đấy nó mới lên được. Xem nào. Ô, 12 tiếng các bạn. 12 tiếng hoặc là tốn 12 viên game. Chúng ta sẽ lãnh thưởng ở cái khu này luôn. Có người chào lại mình. Ôi, chào HNT, xin chào Huy luôn. Rất vui được gặp Huy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi. Mình còn hiện tại là mình còn được 600 mấy à. 600 mấy các bạn. Và 600 mấy có thể leo móc không nhỉ? Và leo móc này rất là khó luôn đấy các bạn. Chúng ta chỉ cần kẹt chút xíu là coi như ăn hành luôn cái tem đấy. Đầu tiên là action. Cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Và bây giờ chúng ta chơi với mấy cái con này. Chơi mấy con này thì chúng ta tranh thủ chơi chiêu này với tụi nó đi cho nó lẹ. Ok. Đó, 8000 mấy nè. Cho nó xíu nào. Mày hả bưởi? Một hit. Em này thì ô la la. Wow, đam kinh khủng luôn. Đó, phải trừ vậy mới được. Oh my god, mít rồi, quá tuyệt vời, chúng ta vẫn còn sống. Ấy da, 2000 mấy luôn các bạn à, sát thương gây ra của tem bạn quá kinh khủng. Không thể nào để tem bạn tồn tại được, mình quyết định sử dụng tuyệt chiêu luôn. Có ngàn mấy vô quýnh gì chắc tới sáng. Có cái nào đam mạnh hơn chút xíu không ta? Nó chơi vậy nó cho mình quá. Ẩn thân chi thực. Wow, anh ấy đã thể hiện bản lĩnh bản lề của mình. Siêu trâu lao ra. Ấy da, cái gì vậy, siêu trâu quýnh mà có vụ mít đây nó hay siêu trâu. Siêu trâu quýnh người ta mít là coi như ăn hành luôn rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ âm thầm lặng lẽ hốt bớt một con này đi. Rồi xong. Ba em chúng ta đã sử dụng xử lý khá là nhanh chóng. Bây giờ tới ba cái con quái khổng lồ này. Ba con quái khổng lồ này khá là chua chát đây các bạn. Để tiêu diệt được ba em nó là cũng khá là vất vả đây. Bàn tay ma thực. Wow, đập một phát 3000 luôn. Tắt thở trước một em đi, còn hai em kia để từ từ thông thả. Oh my god, nó đam kinh khủng luôn. Trời ơi, nó giật hai phát muốn tắt thở con trâu. Kinh quá. Mày hả bởi. Ồ, chúng ta có chiêu anti luôn, có tuyệt chiêu luôn kìa. Mà mình không nên xài, mình cần phải để dành đi. Ok, chúng ta sẽ để dành chút xíu thôi. Ẩn thân chi thực. À, pha rong của mình là rất là mạnh nha các bạn. Ồ, mà cái con trâu mình gần chết rồi, không giỡn được, phải bơm máu cho trâu thôi. Con trâu rất là đáng yêu và dễ thương của mình luôn.
Bơm máu lên nào trâu ơi. Dạ con trâu đã được bơm 2.000 máu. À, bây giờ năng lượng của mình nó hết nó mới chua đấy chứ. Mà mình thấy máu nó quan trọng hơn là năng lượng các bạn à. Ok. Dặm cho cái con ok cho cô gái mét 52 này miếng máu lên đi. Để mất công nó tắt thở. Oh my god, không ổn rồi. Trời ơi chết con Pharaoh. Ồ mừng quá mít. Thiệt là nguy hiểm quá đi, nó làm cho mình có một cái sự bối rối không hề nhẹ luôn các bạn ơi. Đúng rồi. Đó, hốt trước một em đi. Ê da cái gì vậy nè? Quýnh gì mà còn mít nữa mới đau đấy chứ. Nó quýnh gì mà nó còn mít nữa. Rồi ok, bây giờ chỉ còn bơm máu thôi chứ mình thấy là như vậy là chúng ta sẽ bị ăn hiếp rất là nặng nề luôn. Ok, và bây giờ sẽ bơm máu cho Pharaoh lên nha mọi người. Wow, Pharaoh chúng ta lại lãnh sát thương nữa rồi. Hàng tấn sát thương đang được dồn mọi người. Pharaoh bây giờ là phải bơm máu lên. Máu về. Máu chảy về tim mới được. Mình không biết nhiều nhưng mà mình phải cho cái con Pharaoh mình sống. Pharaoh của chúng ta là một anh đại có khả năng chiến đấu rất là cao. Đâu rồi? Đây bình máu nè. Ồ bình máu đây rồi. Mua thêm bình máu nữa. Ok. Bình máu này sẽ cho con trâu. Yeah. Cái con nàng của chúng ta thì hết năng lượng là coi như ăn hành luôn rồi, không làm ăn được gì hết. Rồi là chiến đấu có cái bộ năng lượng là ngon nhất. Mà bây giờ năng lượng không còn thì coi như wow, tiếp tục bơm máu nào. Và bây giờ cái chiêu nào có thể hạ được tem bạn đây. Ồ, 2.000 mấy đây. Ngon. Quá tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta đối phó với ba con cuối, ba con chùm cuối rồi. Ồ, chùm cuối thì tuyệt chiêu là bị giảm mới đau đấy chứ. Và cô gái mét 52 đã tạo ra một cái con khỉ. Đây là một cái chú khỉ. Chú khỉ có sức mạnh rất là bá đạo. Pharaoh còn sống và nó đang tung tuyệt chiêu. Gọi là đàn chim én bay lượn. Nó lượn một phát một thằng nhỏ mất 6.000. Nhân 3 luôn mà. Bơm năng lượng lên siêu trâu của chúng ta mới có thể thể hiện bản lĩnh bản lề của mình. Và bây giờ Pharaoh đang lãnh sát thương từ tem bạn. Ô, tem bạn đang nghĩ rằng có thể hạ gục được Pharaoh tem mình à. Pharaoh tem mình phải nói rằng rất là trâu luôn đấy, không có giỡn được đâu. Wow, cái hit này là quýnh được 3 em, tính ra được 3.000 các bạn. Bàn tay ma thực. Yeah. Bây giờ là tranh thủ là hốt được em nào phải hốt được em đó trước cái. Chứ mình mà để lâu á là tem bạn nó phản kèo lại mệt lắm. Hốt con này trước đi. Rồi, tính ra tem bạn sẽ còn lại 2 đứa. Gọi là quýnh trên đây rất là khó khăn luôn. Rất là khó khăn và gây cấn vì tem bạn nó rất là mạnh. Đó, nó rất là mạnh luôn. Bây giờ chúng ta phải xử cái con này trước đi. Oh yeah, giờ là 2 quýnh 2. Tình huống đang nghiêng về tem mình. Quá tuyệt vời. Bây giờ chỉ còn lại một. Rồi là 2 quýnh 1, không chọc cũng banh sát. Đây là chú khỉ con. Khỉ con vẫn được triệu hồi bởi cô gái 1m52 nha các bạn. Cô gái này không có cao, chỉ được cái là dễ thương thôi. Oh yeah, như vậy là chúng ta có thể vượt qua được cái mấp này rồi. Một cái mấp rất là khó khăn. Quá tuyệt vời, cuối cùng thì đã được vượt qua rồi các bạn ơi. Leo là lầy lội, lết từng bước cũng chạy qua được. Ồ, bây giờ là tới cái con quái vật khổng lồ rồi. Con này là để mình xem coi. Con này là level 60, cấp E hả? Level 60, mình mới có level 50 thôi. Bỏ ra quýnh, chưa chắc quýnh nổi nó đâu. Ồ, được nhào vô quýnh luôn. Không có cần phải quýnh mấy cái con cốc can ở phía dưới. Rất tuyệt vời. Ồ, máu con này 25.000. Kinh vậy. Được đam không? Ôi, cô gái của chúng ta không được đam. Căng rồi. Cô gái mét 52 không được đam các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải xài cái gì? Xài chiêu thôi. Xài bùa ma thực đồ mới được.
Mình đang đi kiếm cái trái bơm tử thần đâu rồi, đây rồi, trái bơm đây rồi. Ồ, đủ tiền mua một trái một à. Impossible nó giảm sát thương lại. Đó, nó mà quýnh mình là nó sẽ bị trừ. Ấy da, căng quá. Nó quánh mình thì nó sẽ bị trừ, còn mình thì cứ việc bơm máu mà sống thôi. Mình máu đâu rồi? Chúng ta thì cứ việc gọi là bơm máu mà sống, còn tem bạn thì nó sẽ quánh mình, nó sẽ bị trừ máu từ từ. Ở đây à, ô đam của siêu trâu khá là mạnh luôn, 4.000 luôn cơ. Quá là căng thẳng. Tiếp tục quất nữa. Ok. Cái chiêu này của mình đam mạnh nhất cũng được có 2.000 mấy thôi. Nó còn lại khoảng 10, 11 rồi. Còn 11.000. Nó xài tuyệt chiêu luôn, nó có tuyệt chiêu, nó quýnh chết ngắt cái con pharaoh của mình rồi. Và hiện tại là hai đứa đang đập một các bạn à. 2-1. Xem bản lĩnh của nó đam được tới đâu. Khỉ khổng lồ. Nhảy ra nguyên cái con khỉ bự chà bá lửa luôn. Wow, sát thương gây ra cho mình khá là căng. Rất may là cái con trâu của mình không được đam chiêu ấy. Nó còn được 200 mấy và mình đoán chắc rằng nó sẽ chết trước khi mình chết. Được, vượt qua được một cái cửa nữa rồi. Đừng nói là còn nữa nha. Mừng quá. Không có này, chỉ có một cửa thôi. Lúc nãy chúng ta quánh và vượt qua ba cửa mới qua được cái mốc đó. Và còn một cửa nữa chúng ta sẽ lên được level 31 luôn. Cửa này là cửa 96. Cửa 96 này không biết có quýnh bao nhiêu trận đây. 3 trận luôn các bạn à. Cái này phải quýnh 3 trận nó mới vượt qua được. Xem nào. Cố lên xem, mình cũng cố gắng. Ấy da, cô gái mét 52 triệu hồi thành công con tê giác. Và bây giờ là Pharaoh. Pharaoh hạ gục được anh chim điện rồi. Lộn, con khủng long điện rồi. 4.000 mấy đam, siêu trâu không hề thua kém bất kỳ hai con quái này. Wow, 1.900 luôn rồi. Và tiếp theo là cô gái mét 52 với sát thương đam lên tới ba mươi mấy ngàn. Bây giờ chỉ còn một em này thôi hả? Em này chúng ta phải suy nghĩ cách đánh cái 1.000 mấy. Thì cái chiêu này là mạnh nhất của Pharaoh rồi. Sức sát thương của Pharaoh Bella là 11.000. Ở lộn 1.000 mấy à, ý nhầm. Quánh một hồi là bối rối tinh thần luôn. Bây giờ ba đập một là chúng ta ăn là cái chắc, nhưng mà cái lượng máu của mình sẽ bị thọt rất là ghê. Chúng ta muốn hết máu với nó rồi. Bơm bình máu này vô một cái là hết tiền luôn. Bình máu cuối cùng. Trận này mà không vượt qua được thì cũng chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Đây, chúng ta còn phải hai cửa nữa, mà hai cửa nữa thì chắc là những con quái vật kia sẽ rất là mạnh. Nếu như mà may mắn thì chiêu chúng ta được đam thì rất là ok, còn chiêu không được đam là khá thê thảm đấy. Quất luôn nào con trâu. Màng số 2 được bắt đầu. Và còn cái màng thứ ba nữa. Ba cái con này giống như là, ba con này giống như là cái gì ta? Lồng đèn, ở lộn, thần đèn các bạn à. Ba con này. Tuyệt chiêu của cô gái mét 52, một hit một em. Quá tuyệt vời. Như vậy là có cô gái mét 52 ở đây có thể cân cả ba đứa này rồi. Bất giỡn nào, pha rồng chúng ta còn có 80 mấy giọt máu thôi. Làm sao cho pha rồng sống mới được. Cố bơm máu cho nó chứ sao bây giờ. Còn bình máu 20k. Bình máu 20k thì bơm lần được có 1.000 máu thôi. Mà em ấy sống là được rồi. Cần sự sinh tồn của chú ấy. Một hit. Cô gái này thì chỉ cần một cây là một đứa rồi. Quả tuyệt vời, đam lên tới 7.000 luôn. Quá là chua chát, cứu không được. Cứu không thành công. Cứu không thành công rồi. Để chúng ta hết năng lượng, hết hai đứa luôn mới đâu. Bây giờ nó qua nó mần tới con trâu rồi kìa. Trâu mà nó cũng dám mần nữa, nó đúng là quá liều lĩnh rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là phải đi bơm máu cho cái con trâu thôi. Mặc dù bơm có 1.000 máu thôi nhưng mà vẫn phải bơm, không bơm là chúng ta sẽ rất là gây cấn luôn đấy. Nó cấn kinh khủng luôn. Tê giác nhỏ. Ở đây là tê giác con, tê giác trai tí nữa chạy ra. Ba con gì đây? Trời ơi, sát thương gây ra của mình rất là cao.
Trận này có thể vượt qua, có thể thôi chứ không chắc cho lắm. Đè đập trước đi, được đứa nào hay đứa đó, và hiện tại là 2-2. Như vậy người ta gọi là oh my god, gọi là không công bằng rồi. Trời ơi, mém chết thằng nhỏ. Cố lên, cô gái 1m52 vẫn còn khả năng chiến đấu. Anh đại của chúng ta, trời ơi sao cái tuyệt chiêu đam bèo vậy con. Con phải đam cao lên chút xíu nữa chứ. Mình nhớ là cái chiêu nào mà quýnh được ba con cùng một lúc, quên mất tiêu rồi, thiệt tình. Cái giây phút gọi là cái giây phút căng thẳng như vậy á, là chúng ta cần cái chiêu mà quýnh ba con cùng một lúc được là rất là ngon cơm. Bây giờ quên mất tiêu rồi, bây giờ thì lùa đại thôi. Yeah, đây rồi, cái chiêu quýnh hai con cùng một lúc đây. Và cái này là tuyệt chiêu của cô gái 1m52 đã được thể hiện. Hàng tấn sát thương sẽ được dồn vào tên bạn. Yeah, tên bạn chỉ còn lại 69 giọt máu thôi. Đúng là cái cô gái 1m52 này khi mà bật chiêu anti lên là rất là ok luôn. Victory. Cuối cùng thì HNT đã leo qua được ba cửa các bạn à, ngon cơm luôn. Rồi, xong lên level 31. Một cái level gọi là mình đang rất là mong muốn để lên được. Yeah, được cộng thêm một viên game nữa. Wow, nó kêu là có thể mua rồng mới nhưng mà thôi bỏ. Back với ok, mình đó là chả cần. Rồi, và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ cho HNT nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel, vui lòng bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.